Cậu Hoa đi đường xa quá tay bị gãy à? Cái đéo gì vậy? Đang tìm bài để hát à? Để tập hát trước à? Ờ, nên là chuyển sang đấy rồi đấy. Trước tao sang có thấy gặp nó đâu.
ăn gì à? Có ai ăn đâu. Mày phải dậy sớm rồi đi mua đồ à? Cái đùi gà thế này nó kêu ăn không đủ chịu luôn đấy, lợn rồi.
tao ăn. Cái đùi này tao no khè phưỡng rồi Quỳnh ạ. Con lợn Quỳnh ạ. Thôi say hương thật ấm áp. Nhưng bây giờ mình muốn dần con nhau. Um.